là kỳ diễn hiện tại trên tay mình đang cầm hai chiếc smartphone đến từ Samsung. Đó chính là Samsung Galaxy A8 Star, phiên bản màu đen, phiên bản màu trắng. Và trong video này thì mình sẽ phỏng vấn các bạn ở đây để xem là mọi người nghĩ gì về chiếc smartphone này. Let's go! Hiện tại thì bạn đang cầm trên tay là chiếc Samsung Galaxy A8 Star. Thì bạn có thể là cho mình hỏi là cái cảm nhận đầu tiên của bạn cầm, bạn cảm thấy nó thiết kế nó như thế nào? Bạn có thể là xem thử. Nhìn sơ bộ thì mình thấy là thiết kế này là khá sexy. Nó khá mỏng. Mặt kính ở sau thì cầm cũng rất là đã, nhưng mà mình sợ là chắc có thể là bám vân tay. Theo mình cảm nhận thì cái cảm biến vân tay này hình như đặt hơi cao so với vị trí tay của mình. Thường thì nó có thể là ở giữa phần logo này thì sẽ thích hợp hơn. Còn về camera lồi thì theo mình nghĩ chắc là xu hướng của hiện nay thì hãng nào cũng làm camera lồi hết đó. Thì thiết kế thì nó khá là vuông vức. Mình cầm trên tay thì nó chắc tay nhưng mà nó không có dễ chịu. Nó khá là cẩn tay. Điều đầu tiên mình thấy không thích ở chiếc máy này là cái cụm camera nó làm khá là lồi so với mặt lưng. Thì mình sử dụng lâu dài thì nó sẽ xảy ra tình trạng là xước camera. Cảm biến vân tay thì đặt ở vị trí khá là thuận tiện để mình thao tác ngón tay lên khi mà mở máy. Cầm rất là chắc tay. Mình là thuộc dạng tay nhỏ nhưng mà cầm vẫn vừa vặn lòng bàn tay. Nhưng mà hơi nam tính nó hơi vuông vắng. Vậy thì chị thấy cái ở phần cái mặt sau của nó thì cái camera của nó nè thì nó khó hơi là lồi, thì chị có thấy là nó có cảm thấy thích cái điều này hay không? Nếu mà lồi như vậy là mình phải có một chiếc ốp lưng, nếu mà không có ốp lưng là rất dễ bị chày camera xước, nhiều khi nếu mà rốt một cái là dễ bị vỡ cái kính này luôn. Rồi còn cái vị trí cảm biến vân tay thì chị thấy là nếu mình đặt ở đây là nó có thuận tiện cho việc mình sử dụng không, hay là nó phải như thế nào? Rất vừa, cầm rất là vừa bên tay, có điều hơi keo keo xíu thôi, nó đặt hơi keo quá xíu xuống xíu rồi. Mình cảm thấy là nó khá là to so với mình, rồi mình thấy là nó rất là dễ bám bên tay. Đối với một người mà hay ra mồ hôi tay như mình thì không được thích cho lắm. Rồi khá là vuông cặn, cầm nói chung là mình cầm cũng được, không đến nỗi nào. Thì cái bạn sẽ xem phần mặt lưng của nó là nó sẽ có cái camera lồi, thì bạn cảm thấy là có thích cái điều này hay không, cái camera này? Mình thì mình không có thích lắm, tại vì nếu nó dễ bị chảy xước với dễ bị hư camera, với lại là mình thấy có cái phần mà vân tay chỗ này thì nó hơi cao so với cái của mình đó. Đúng rồi, nó hơi cao, mình phải rướn lên để mà mình chạm vân tay. Thì khi mình cầm chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 Star này thì mình thấy cầm rất là vừa tay. Nó cũng không quá lớn, cũng không quá nhỏ, mình cảm thấy nó là vừa tay. Cái thứ hai là mình nhìn vào màn hình thì mình thấy màn hình của nó là sắc nét. Cũng như có một cái chế độ mình cảm thấy rất là hay á, là chế độ có thể hiện giờ khi mà mình tắt màn hình đi. Always on display. Rồi về cái phần mặt lưng thì bạn thấy là cái camera của nó là nó khá là lồi. Thì bạn có suy nghĩ gì về cái này, bạn có ngại hay là bạn thấy là nó có gây trở ngại gì không với cái camera? Mình nghĩ là đối với camera lồi này thì có thể là bắt ảnh tốt hơn, cũng như là có thể làm cho những bức ảnh của mình trở nên sắc nét nhiều hơn. Nhưng mà với cái camera lồi này thì khuyết điểm của nó là khi mình bỏ, hoặc là mình bỏ trong túi, hoặc là mình bỏ xuống mặt sàn lưng á, thì cái camera lồi này nó có thể bị trầy, có thể ảnh hưởng đến chất lượng camera của mình. Rồi, vậy bạn thấy là cái vị trí cảm biến vân tay nó đặt như thế này là nó có hợp lý không? Bạn thấy là nó có dễ sử dụng khi mà bạn sử dụng? Đối với mình thì vị trí cảm biến vân tay này thì mình cảm thấy rất là hợp lý. Chúng ta dễ sử dụng, cũng như cho cái khả năng mà chúng ta cầm có thể chắc cái điện thoại mình hơn, khơ tránh làm rơi vỡ cái điện thoại của mình khi trong quá trình sử dụng. Nói chung thì anh cũng xài điện thoại di động rất nhiều rồi, thì bây giờ cầm trên tay cái điện thoại Samsung này anh thấy rất hài lòng. Thứ nhất là về kiểu dáng của nó nè, nó rất là mạnh mẽ và nam tính. Thứ hai là màu sắc đen trắng, là cái màu là gọi là nó gọi là nó sang trọng, nó sành điệu. Và thứ ba nữa là cái kiểu mà cái màn kính của nó đó, với lại cái màn bọc của nó, và cộng với lại cái mặt sau là hai camera, anh thấy rất là hiện đại và rất là mod bây giờ. Thì anh về nói phần camera thì anh thấy là cái cụm camera của nó hơi lồi lên á, thì anh cảm thấy thích điều này ở phần mặt lưng này nè. Dạ. Cái phần nó hơi lồi lên thì anh cảm thấy như thế nào?
Không, thì lồi lên thì đối với anh rất là đơn giản. Tuy nhiên riêng anh thì anh cảm thấy là nó cũng có một cái tác dụng là khi mình để dưới nó sẽ nâng đỡ cái điện thoại em không bị thấm những cái nước hoặc là bụi vân vân. Tuy nhiên thì nó cộm như vậy đó, khiến cho mình nó cảm thấy là một cái gì đó nó lạ, nó độc. Còn vậy cái vị trí là cảm biến vân tay thì anh thấy đặt ở đây nó có hợp lý, nó có thuận tiện khi mà mình sử dụng cái vân tay một chạm? Nói chung là cũng thuận tiện đó. Bởi vì nói chung là khi mình cầm sẵn cái tay của mình đó, mình nhấn vào nó cũng rất là tiện. Vậy anh sẽ thử selfie với cái chiếc máy này nha. Ok. Dạ. Vậy rồi, anh thử selfie đi ạ. Selfie ha, rất là đẹp ha. Sắc nét nè. Okay. Dạ. Vậy sau khi anh selfie thì anh thấy cái chất lượng, cái điểm mạnh, cái chất lượng ảnh của nó như thế nào anh? Đây xem nè, lại. Anh coi nè. Dạ. Nói chung anh thấy rất là nhạy. Nói chung là cái nút bấm rất là ăn. Màn hình thì rất là ảnh, rất là trung thực, rất là nét. Rồi mình có một cái chế độ làm đẹp ở đây nữa. Đó là cái chế độ phơm, chế độ ánh sáng rồ này. Chế sáng rồ có nghĩa là mình sẽ chỉnh được nhiều góc độ cho sáng các nhà. Bạn hãy là thử, bạn có thể test thử cái ánh sáng này. Bạn thử xem cái mình tùy chỉnh cái ánh sáng của nó, là nó có thể là điều chỉnh được cái góc sáng của mình là bên trái hoặc là bên phải hoặc là trung tâm. Vậy thấy cái tính năng này có hay không? Mình thấy thì tính năng này rất là hay, tại vì có thể cho ta có thể chỉnh sửa hình ảnh chúng ta một cách chân thực nhất, để chúng ta sẽ có được những tấm ảnh thiệt là đẹp, thiệt là chất để có thể up lên Facebook. Tùy chỉnh những ánh sáng, hướng ánh sáng vào cái mặt của mình. Rất là hay. Từ từ trước, cái điểm mẹ từ từ. Mình rất thích cái điều này. Khi mà cái hướng ánh sáng vào, mình có thể điều chỉnh cái hướng ánh sáng của nó. Thôi đâu mất tiêu rồi. Mình thấy tính năng này rất là hay. Đó là thích, rất thích hợp để mà selfie, để chỉnh hướng ánh sáng của mình. Rồi khi mà bạn xem thì những cái chất lượng ảnh của mình trên chiếc A8 Star này thì bạn thấy như thế nào? Mình thấy nó khá là sắc nét, chân thực. Bây giờ mình sẽ xem lại ảnh và chị cảm thấy là sau khi mình chụp bằng chiếc A8 Star này mình cảm thấy như thế nào? Về cái hình ảnh, máy chụp rất là nét, độ chi tiết cao, phóng to không bị bể hình ảnh. Với lại thường mình là nữ thì mình sẽ quan tâm cái vấn đề selfie hơn, thì chị nghĩ là cái máy này có đáp ứng đủ cái nhu cầu selfie của mình up lên Facebook thả thính không? Máy này thấy là ok, cũng tương đối, nhưng kiểu sao ta, còn nó còn nó chưa thực sự là ảo quá đúng không, chưa cái ảo, chưa đủ để thả thính. Rồi bây giờ sau khi mình xem selfie xong thì bạn thấy là cái chất lượng ảnh của nó như thế nào? Sau khi mình selfie xong thì mình thấy là chất lượng ảnh nó khá là nét, khá là chân thực. Mật độ điểm ảnh cao, có thể thấy được lỗ chân lông. Ok, mình còn có một cái selfie khác nữa, đó chính là cái rồ của nó, là nó có sẽ là có những cái ánh sáng khác nhau á. Bây giờ sẽ thử chụp cái đó đi nha. Rất là hay, tính năng là rất là hay. Khi mà ánh nắng ngoài đây tạt vô thì nó sẽ hỗ trợ mình, nắng bên đây tạt qua thì cái mặt mình nó sẽ hiện rõ chi tiết hơn, cân đối hơn đúng không? Cân đối hơn đúng rồi. Khá là hay, tính năng này khá là hay. Khá là thích là chiếc Galaxy A8 Star này.
cuối cùng xem lại bức ảnh selfie nha. Rồi sau khi bạn xem các bạn selfie thì bạn cảm thấy như thế nào? Mình thấy chất lượng camera trước thì khá tốt, cho ra ảnh thì cũng chân thật, có thể thấy mụn được. Thấy mụn được, ok. Rồi đây, cái này là nó có một cài đặt sẵn là một cái game Alphas 8, thì các bạn có thể là chơi thử cái game này rồi bạn xem là cái trải nghiệm theo bạn chơi game này như thế nào nhé. Ok, sau khi mà bạn trải nghiệm chơi game trên chiếc A8 Star này thì bạn cảm thấy như thế nào? Đầu tiên thì mình thấy nó load game cũng khá là nhanh. Khi chơi thì không có hiện tượng giật lag gì. Nó cũng khá tốt và hiệu ứng thì sắc nét. Load game thì nó vào game rất là nhanh chóng. Sau mình chơi game thì nó không hiện tượng giật lag nó không hề xảy ra, khá là tốt. Mình thấy tốc độ load game rất là nhanh, chơi game thì khá là mượt, sắc nét, với lại là hiệu ứng tốt, chơi game rất là sướng. Thì bạn nghĩ là với mức giá là 13.990.000 thì cái mức giá này có hợp lý cho em A8 Star này hay không? Mình nghĩ là cái mức giá này thì nó hơi cao cho so với mặt bằng chung của chiếc máy. Thì nó nhìn nó rất là giống với chiếc máy mà trên thị trường hiện giờ. Vậy bạn nghĩ là cái tầm giá khoảng bao nhiêu thì sẽ hợp lý hơn cho cái A8 Star này? Thì con máy này mình nghĩ là giá nó khoảng 10-11 triệu là hợp lý. Theo mình nghĩ thì so với mặt bằng chung á, thì mình nghĩ thì nó vẫn còn hơi chút xíu là cao. Nếu mà giảm khoảng 1-2 triệu gì đó thì có lẽ nó sẽ là một cái mức giá hợp lý hơn. Mình thấy nếu mà với cái chiếc này thì trên thị trường thì có với cái giá đó thì có rất nhiều là điện thoại rẻ hơn, cho nên là mình nghĩ nó vẫn chưa hợp lý cho lắm, vẫn hơi cao so với thị trường. Rồi thì bạn nghĩ là mức giá như thế nào thì nó sẽ hợp lý với em A8 Star này hơn? Mình nghĩ là tầm 10 triệu cho tới 11 triệu là vừa. Anh thấy là với những cái hãng Samsung Galaxy bây giờ thì cái giá này cũng tương đối, không đến nỗi mắc lắm. 13.900.000 nhưng cái mức giá này hơi cao. Nếu mà xếp về thị trường bây giờ là mức giá gì là cao, mình nghĩ vậy. Thì mình nghĩ thì mức giá này là rất hợp lý chiếc A8 Star này, tại vì những cái tính năng mà nó mang lại cũng như các cái thông số của nó thì mình cảm thấy rất là tốt. Nó có thể giúp cho những bạn nào mà muốn mua điện thoại nhưng mà không thể mua iPhone hay là các hãng khác, thì chúng ta đây là một sự lựa chọn mình thấy rất hợp lý. Và vừa rồi là những đánh giá, những ý kiến, cảm nhận khách quan của các bạn mà mình đã phỏng vấn được. Còn các bạn thì các bạn có suy nghĩ gì về video A8 Star, hãy để lại comment dưới video này để dễ biết đó nhé. Và đừng quên là nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube Thế Giới Di Động. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.